vụ án đồng tâm thẩm phán trương việt toàn tuyên án bất kể sự thật và công lý hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm đã tuyên án theo đó gia đình của lê đình kình sẽ mất thêm hai thành viên nữa vì bị hệ thống tư pháp việt nam phạt tử hình chưa kể một thành viên khác là thế hệ thứ ba của gia đình này sẽ bị giam giữ cho đến chết trước đó Cuộc đột kích do Công an Việt Nam thực hiện vào rạng sáng 9 tháng 1 2020 đã làm 4 người mất mạng. Cụ Lê Đình Kình, Thượng tá Nguyễn Quy Thịnh, Trung đoàn Phó Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trung quý Dương Đức Hoàng Quân, Sĩ quan Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Thượng quý Phạm Công Huy, Sĩ quan Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội việc ba sĩ quan công an tử nạn đã được sử dụng như lý do để xóa bỏ trách nhiệm của những cá nhân lập kế hoạch đột kích và ra lệnh thực hiện cuộc tấn công vừa càng rỡ so với luật pháp hiện hành tại Việt Nam, vừa bất cẩn và kém cỏi khiến ba thuộc cấp của họ uổng mạng, ba gia đình mất con, mất chồng, mất cha. Việc ba sĩ quan công an tử nạn còn được sử dụng đi biện minh cho việc giết của Lê Đình Kình, khởi tố 29 công dân, và nay hệ thống tư pháp quyết định giết thêm hai người nữa nhằm răng đe công chúng. Nói cách khác, mấu chốt để xem xét truy cứu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và ra lệnh đột kích vào đồng tâm giết của Lê Đình Kình, cũng như tống giam truy cứu trách nhiệm hình sự của 29 cư dân ở đồng tâm nằm ở chỗ. Vì sao ba sĩ quan công an tử nạn? Họ tử nạn do rớt xuống hố kỹ thuật, thi thể cháy thành thang do trang bị mang theo bên người hay do con gái của kình dùng xăng đốt họ trừ các viên chức hữu trách về hệ thống truyền thông chính thức rất ít người tin vào cáo buộc của hệ thống tư pháp để biết được sự thật khách quan của cái chết của ba chiến sĩ công an thì cần phải tìm hiểu góc nhìn của tất cả các bên đã tham gia sự kiện đầu tiên là góc nhìn của những người được cho là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết những người đã châm lửa và đổ xăng sau đó là góc nhìn của những chiến sĩ công an đồng đội đã quan sát sự việc diễn ra tiếp đó là góc nhìn của những chuyên gia pháp y những người đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết thời gian ba chiến sĩ công an bị chết tiếp theo đó là tiến hành thực nghiệm hiện trường để mô phỏng lại toàn bộ diễn biến sự việc khi đó tất cả mọi người sẽ biết được sự thật khách quan về cái chết của ba chiến sĩ công an dựa vào sự thật khách quan đó sự thật mà tất cả các bên đều phải thừa nhận từ gia đình của bị cáo gia đình của bị hại luật sư cho cả hai bên những người quan tâm đến vụ án bất kể quan điểm chính trị ra sao tòa sẽ đưa ra phán quyết và dựa trên luật pháp hiện hành của nhà nước sẽ đưa ra mức phạt phù hợp tương ứng với hành vi của từng bị cáo thế nhưng phiên tòa xét xử vụ án đồng tâm đã không trình ra được cho công luận một sự thật khách quan về những gì đã diễn ra ở đồng tâm vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Pháp luật quy định, chủ tọa phiên tòa phải bảo đảm sự khách quan công bằng khi lắng nghe quan điểm của tất cả các bên tham gia phiên tòa, từ bị hại, bị cáo, luật sư của các bên, để từ đó xác định sự thật khách quan của sự việc. Chủ tọa phiên tòa cũng phải bảo đảm thời gian để luật sư các bên có đủ thời gian để bào chữa cho bị cáo của họ. Thế nhưng, chủ tọa Trương Việt Toàn đã liên tục nhắc lời của bị cáo và luật sư, rút ngắn thời gian diễn ra phiên tòa từ 10 ngày xuống còn 6 ngày, kể cả hai ngày thứ bảy chủ nhật để nghỉ án. Hội đồng xét xử cũng từ chối việc tiến hành thực nghiệm hiện trường xảy ra vụ án, một việc cần thiết để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Tòa án không phải là nơi để bảo vệ cho cơ quan điều tra, mà là nơi để giúp tất cả các bên xác định sự thật, như việc tiến hành thực nghiệm là cách để xác định sự thật khách quan thì tại sao hội đồng xét xử lại từ chối đã có rất nhiều phân tích về những điểm phi pháp và phi lý liên quan đến vụ án đồng tâm cũng đã có rất nhiều người ở nhiều nơi kêu gọi hệ thống chính trị hệ thống công quyền việt nam tôn trọng pháp luật hành xử đúng đắn tuy nhiên diễn biến phiên tòa sơ thẩm và bản án sơ thẩm là bằng chứng mới nhất rõ ràng nhất cho thấy sự ngạo mạn sự tàn bạo của các viên chức hữu trách tại việt nam không có giới hạn nếu tòa án không giúp xã hội tìm thấy sự thật của vụ án đồng tâm thì tòa án đã không làm tròn vai trò chức năng và trách nhiệm bảo vệ công lý trước xã hội và khi người dân không tìm thấy sự thật và công lý ở tòa án họ sẽ đi tìm sự thật và công lý ở nơi khác ngoài tòa án